Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề thuế và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109 năm 2024 áp dụng mức thu lệ phí trước bạ ưu đãi đối với ô tô, rơ móc, sơ mi rơ móc và các loại xe tương tự sản xuất lắp ráp trong nước. Từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024, lệ phí trước bạ cho các phương tiện này sẽ giảm 50% so với mức thu tại Nghị định số 10 năm 2022 và các văn bản hiện hành của địa phương. Nghị định 109 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2024, mức thu sẽ quay lại theo quy định cũ. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 73 ngày 21 tháng 10 năm 2024, quy định mức thu, miễn và chế độ thu, nộp phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Theo đó, công dân Việt Nam làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ sẽ phải nộp lệ phí như sau. Cấp đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước 30.000 đồng một thẻ. Cấp đổi thẻ căn cước theo quy định tại khoản 1 điều 24 luật căn cước 50.000 đồng một thẻ. Cấp lại thẻ căn cước theo quy định tại khoản 2 điều 24 luật căn cước 70.000 đồng một thẻ. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, mức thu giảm 50%. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, lệ phí nộp trực tuyến cũng được giảm 50%. Thông tư này cũng quy định các trường hợp miễn lệ phí và cách thức kê khai nộp phí. Thông tư có hiệu lực từ ngày 21 tháng 10 năm 2024. Ngày 16 tháng 10 năm 2024, Cục Thuế tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị biểu dương 104 người nộp thuế tiêu biểu năm 2023. Với sự tham dự của Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cùng đại diện các sở ngành liên quan. Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại Cà Mau vẫn nỗ lực phát triển và đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 5.579 tỷ đồng, vượt 118% dự toán, trong đó 104 đơn vị tiêu biểu đã đóng góp hơn 3.313 tỷ đồng, chiếm 59,39% tổng thu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi chúc mừng và ghi nhận thành tích của các đơn vị được biểu dương, đồng thời mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ngành thuế để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, ngành thuế cam kết sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục, chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang đề xuất những thay đổi quan trọng trong dự án sửa đổi luật quản lý thuế nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý thuế. Đề xuất này tập trung vào ba nhóm chính sách lớn, với 10 giải pháp cụ thể liên quan đến việc sửa đổi 14 điều trên tổng số 152 điều của luật quản lý thuế hiện hành. Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi luật quản lý thuế nhằm giải quyết vướng mắc và nâng cao hiệu quả quản lý. Một điểm đáng chú ý là đề xuất bỏ quy định trả lãi 0,03% một ngày cho người nộp thuế khi cơ quan thuế chậm hoàn thuế do thiếu dự toán từ ngân sách trung ương. Thay vào đó, quyền lợi người nộp thuế sẽ được điều chỉnh theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Công tác quản lý thuế nói chung, các cái quy định có liên quan về thuế nói riêng thì cũng còn một cái hạn chế bất cập nhất định. Thì do đó, việc sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý thuế cũng như các cái chính sách liên quan về thuế trong giai đoạn hiện nay là cần thiết. Thứ nhất là với mục đích tạo cái môi trường pháp luật thống nhất và đồng bộ trong nền kinh tế và khắc phục những cái hạn chế bất cập đối với chính sách thuế hiện hành. Thứ hai, từ những cái yêu cầu về cải cách hành chính, cải cách thủ tục quản lý thuế nhằm hướng tới cái quản lý thuế thống nhất, công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đồng thời song song với nó tạo cái cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý thuế để phòng chống trốn thuế cũng như thất thu nợ động thuế. Để giảm thời gian và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng đề xuất mở rộng thẩm quyền hoàn thuế của cơ quan quản lý thuế tại địa phương.
Đồng thời, trách nhiệm của công chức thuế trong quá trình quản lý sẽ được làm rõ, giúp tăng cường hiệu quả kiểm tra, phối hợp liên ngành. Bộ cũng đề xuất linh hoạt hơn trong áp dụng các biện pháp cưỡng chế, cho phép kết hợp nhiều biện pháp nhằm xử lý kịp thời những trường hợp người nộp thuế trốn tránh nghĩa vụ. Ngoài ra, quy định về xuất cảnh đối với người chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ được điều chỉnh, đảm bảo công bằng cho mọi đối tượng. Đề xuất này còn thống nhất quy tắc tính tiền chậm nộp, giúp việc thực thi pháp luật minh bạch và đồng bộ hơn. Hiện nay thì Cục Thuế tỉnh Cà Mau cũng đã có cái công văn 2311 và báo cáo đã gửi cho cái đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau. Thì ở đây Cục Thuế cũng mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến tại kỳ họp này. Đối với luật quản lý thuế thì Cục Thuế cũng đã có báo cáo và kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội đề xuất xem xét sửa đổi, kiến nghị Quốc hội sửa đổi tại cái điểm B khoảng 4 điều 45 luật quản lý thuế. Thì như hiện hành đó thì như luật thuế giá luật quản lý thuế hiện hành đó, là khi sản xuất kinh doanh đó, thì kê khai nộp thuế về trụ sở chính. Nhưng hiện nay thì mình có cái cụm khu khí điện đạm và cái tập đoàn dầu khí thì hiện nay kê khai nộp thuế tại Hà Nội, sau đó mới phân bổ về cho Cà Mau, cho tỉnh Cà Mau. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi đề xuất đó, như trước đây coi như anh sản xuất kinh doanh ở đâu thì kê khai nộp thuế đó để chúng ta tăng được cái nguồn thu ngân sách cho tỉnh nhà. Nhiều chính sách thuế được sửa đổi nhằm tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội thông qua mở rộng cơ sở thu, chống thất thu thuế, nhất là hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số. Việc này bao gồm đầu tư cho công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý thuế và hải quan, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Việc sửa đổi bổ sung các cái quy định về thuế kỳ này thì Bộ Tài chính đã trình, đã dự thảo sửa đổi các cái luật có liên quan. Thứ nhất là về cái sửa đổi cái luật quản lý thuế thì với cái mục tiêu là nhằm là hoàn thiện các cái quy định nhằm tháo gỡ về cơ chế chính sách, nâng cao hiệu quả hiệu lực trong cái công tác quản lý thuế, rồi tăng cường trách nhiệm công vụ để đảm bảo công bằng, bình đẳng, minh bạch, thống nhất trong các cái hệ thống văn bản pháp luật có liên quan về thuế. Với những thay đổi này, Bộ Tài chính kỳ vọng sẽ tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn, tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ một cách thuận lợi và nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước. Quý vị và các bạn thân mến, dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi đã được trình Quốc hội trong kỳ họp gần đây. Tuy nhiên, để chính thức trở thành luật, dự thảo cần trải qua các bước thảo luận góp ý sửa đổi. Sau khi hoàn tất các quy trình này, nếu được thông qua, dự thảo sẽ có hiệu lực thực thi theo quy định. Dự thảo nhằm hoàn thiện hệ thống thuế giá trị gia tăng, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thu thuế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Dự thảo đề xuất điều chỉnh tỷ lệ thuế giá trị gia tăng với mục tiêu khuyến khích các ngành nghề ưu tiên phát triển như công nghệ cao, nông nghiệp sạch và các lĩnh vực bảo vệ môi trường. Là theo luật thuế hiện hành thì phân bón là không chịu thuế giá trị gia tăng, nhưng mà lần này thì luật thuế giá trị gia tăng dự thảo sửa đổi là phân bón là sẽ đưa vào cái thuế suất chịu thuế giá trị gia tăng. Cái thứ hai đó là về tàu đánh bắt xa bờ thì theo cái luật thuế hiện hành đấy thì máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trong đó có cái tàu đánh bắt xa bờ, đó là tàu khai thác thủy sản thì không chịu thuế giá trị gia tăng. Nhưng lần này thì sẽ luật đưa vào để chịu thuế. Cái thứ hai là đối với hộ kinh doanh cá thể thì theo luật thuế giá trị gia tăng hiện hành, cái doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh cá thể là từ 100 triệu đồng trở xuống là không chịu thuế. Nhưng lần này thì thảo luật đã đưa ra là từ 200 triệu trở xuống là không chịu thuế giá trị gia tăng. Như vậy là từ 100 hiện nay là tăng lên 200 trở xuống. Cái thứ ba đó, theo luật thuế giá trị gia tăng hiện hành thì có quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong khấu trừ hoàn thuế. Thì trong đó là tại cái dự thảo luật lần này
thì bổ sung cái điều 13 là các cái hành vi nghiêm cấm, trong đó có 9 cái nội dung đó là được quy định cụ thể. Nếu như mà người nộp thuế vi phạm trong các cái nội dung này thì coi như là không được quà. Cái vấn đề thứ tư là về cái thủ tục hoàn thuế và trách nhiệm của người nộp thuế. Thì hiện nay quy định đến người nộp thuế thì cái hồ sơ mà để hoàn thuế thì anh phải đúng với các cái quy định của pháp luật. Rồi công chức thuế chỉ căn cứ vào các hồ sơ đó để hoàn thuế. Dự thảo mở rộng danh sách các mặt hàng dịch vụ được miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất thấp nhằm hỗ trợ các đối tượng chính sách như người nghèo, trẻ em và các dịch vụ y tế, giáo dục. Dự thảo hướng tới việc hiện đại hóa công tác quản lý thuế thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin và dữ liệu lớn, giúp giảm thiểu thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong công tác thu thuế. Đối với cái kinh doanh đối với mặt hàng phân bón mà ở địa bàn tỉnh Cà Mau thì chúng ta có cái các cái hoạt động là kinh doanh sản xuất phân bón. Thì trước đây đối với cái phân bón là thuộc cái đối tượng là không chịu thuế. Do đó đã qua thì có một số cái bất cập nhất định. Do đó với cái mục tiêu kỳ này là thúc đẩy ngành sản xuất phân bón trong nước để cạnh tranh với phân bón nhập khẩu và cũng đồng thời cái thu hẹp cái đối tượng là không chịu thuế. Dự thảo quy định về thời gian áp dụng các quy định mới nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cơ quan thuế có thời gian chuẩn bị cho sự chuyển đổi. Đề xuất quy định rõ ràng về trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc kê khai nộp thuế và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Trong thời gian qua thì sau khi cái luật thuế giá trị gia tăng chuẩn bị sửa đổi bổ sung lần này thì cục thuế cũng đã có cái cuộc họp tại tổng cục thuế và có những cái báo cáo gửi cho đoàn đại biểu quốc hội để nghiên cứu và có ý kiến tại cái kỳ họp lần này rộng rãi. Và trong đó thì phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thì cũng đã có đăng tải trên các cái trang web để thông tin trên đại chúng để người dân được xem biết về cái sửa đổi luật quản lý thuế cũng như là cái luật thuế giá trị gia tăng lần này. Dự thảo luật thuế giá trị gia tăng cũng đề xuất các biện pháp tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế giá trị gia tăng nhằm đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh trong quản lý thuế. Với mục tiêu thúc đẩy ngành sản xuất phân bón trong nước cạnh tranh với phân bón nhập khẩu, thu hẹp đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, việc chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% sẽ góp phần tránh hiệu ứng tăng giá thành sản phẩm, tạo thuận lợi cho ngành sản xuất trong nước trong bối cảnh cạnh tranh với hàng nhập khẩu, hỗ trợ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp. Phần cuối chuyên đề, ông Nguyễn Thanh Tòng, Phó trưởng phòng Thanh tra Kiểm tra 2, Cục Thuế tỉnh Cà Mau sẽ có những chia sẻ xoay quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo cái dự thảo luật sửa đổi của Bộ Tài chánh về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng phân bón thì Bộ Tài chánh đưa ra hai cái phương án. Một phương án là giữ nguyên như cái quy định hiện hành, có nghĩa là phân bón là thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Khi giữ nguyên như quy định hiện hành này thì toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào từ khâu là như là khâu là mua nguyên liệu cho đến sản xuất chế biến cho đến là bán ra sản phẩm thì coi như là không có được là khấu trừ thuế, mà hạch toán toàn bộ cái thuế giá trị gia tăng đầu vào là vô cái chi phí sản xuất kinh doanh. Đây là một trong những yếu tố rất quan trọng là làm cho cái giá của phân bón là nó có xu hướng nó sẽ tăng như hiện tại. Còn một cái phương án nữa là phương án thứ hai là phương án là đưa cái phân bón vào cái mặt hàng là chịu thuế giá trị gia tăng, thì cụ thể là thuế suất 5%. Thì sau khi đánh giá cái hai cân nhắc cái hai cái phương án này cùng với cái tham khảo tổng cục thuế cũng tham khảo số liệu của các cục thuế địa phương quản lý 19 doanh nghiệp mà có thị phần lớn ở Việt Nam, chiếm trên 95% thị phần ở Việt Nam, khảo sát từ năm 2019 đến năm 2023 thì là coi như là cho thấy là trong hai cái phương án vừa kể trên thì Bộ Tài chánh đề xuất là chọn phương án là phân bón đưa vô cái thuộc đối tượng chịu thuế suất 5%.
Nếu mà phương án này thực hiện thì phương án này sẽ góp phần tránh được cái tình trạng là cái giá phân bón gia tăng, tạo thuận lợi cho cái ngành sản xuất phân bón trong nước cạnh tranh với cái hàng hóa nhập khẩu. Ngoài ra còn với cái phương án này thì nó còn hỗ trợ tốt cho nguyên cả một cái ngành sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra cũng là vừa thực hiện được cái mục tiêu là thu hẹp dần cái đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Khi mà luật thuế giá trị gia tăng của phân luật thuế tăng sửa đổi thì phân bón được áp dụng thuế suất thì cục thuế để hỗ trợ cho doanh nghiệp thì cục thuế sẽ là cái như là sẽ tiến hành các bước là cái như là tuyên truyền rộng rãi để cho các doanh nghiệp biết, rồi đến các cuộc mà đối thoại là trực tiếp với doanh nghiệp, rồi sẽ tổ chức những cái chương trình mà thuế và cuộc sống như hiện tại mình đang làm để cho doanh nghiệp, tất cả các doanh nghiệp hiểu biết nhanh kịp thời để thực hiện đúng cái luật thuế, trong đó có cái doanh nghiệp về sản xuất kinh doanh phân bón. Chuyên đề thuế và cuộc sống kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại chuyên đề này kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt.